Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã sang phần 2, đó là phần thực hành. Trong phần 2, bài đầu tiên của phần 2, Hải sẽ chia sẻ cho anh chị cái kỹ thuật ngồi, dáng ngồi, tư thế ngồi làm sao cho thoải mái nhất trong quá trình diễn ra bàn tiệc. Chúng ta cùng bắt đầu. Việc đầu tiên, khi anh chị tiếp cận một cái bàn tiệc, đó là anh chị sẽ tiếp cận với ghế của mình. Thông thường thì người chủ tiệc, họ sẽ giới thiệu cho anh chị cái ghế của mình. Có một số nơi chức danh của chị sẽ được đặt ở phía trước. Đầu tiên khi chúng ta tiếp cận vào một cái ghế, các bạn sẽ tiến đến, các bạn sẽ hơi nghiêng một ghế ra một chút. Các bạn nghiêng làm sao để cho người mình khi mình đưa cái chân mình vào nó không bị vướng ghế. Các bạn nghiêng kéo ghế ra khoảng độ 15 phân. Sau đó bạn đưa, bạn nghiêng người nhé. Chúng bạn nghiêng người nghiêng như thế này và chúng ta ngồi nhận cái ghế. Đó. Khi các bạn ngồi xuống ghế thì bao giờ cái tư thế, cái dáng với cả cái khuôn người nó chưa phù hợp với ghế. Các bạn sẽ nhấc ghế lên và chúng ta chỉnh làm sao cho cái tư thế ngồi ở cái trạng thái thoải mái nhất. Cái mép ghế sẽ chạm vào khuỷu chân anh chị, như thế là được. Phần thứ hai, anh chị hãy kéo cái ghế làm sao cho sát so với cái mép bàn đấy. Còn sát bao nhiêu thì thông thường anh chị sẽ ứng khoảng cách là 12 cm từ phần cơ thể của mình sát vào cái mép ghế. Đó, anh chị làm sao ngồi dáng thoải mái nhất. Đây là chia sẻ cái phần sát. Và khi anh chị ngồi vào cái ghế của mình rồi, anh chị lưu ý một điều nữa, đó là về cái tiêu chuẩn bàn ăn của châu Âu, hoặc là bàn ăn của hoàng gia, hoặc là những bàn ăn có cái mép hình vuông dài, tiêu chuẩn khổ rộng, có nghĩa là khoảng cách từ bên cánh tay này sang từ trái sang phải là 90 cm, anh chị nhé. Đấy là tiêu chuẩn bàn ăn châu Âu. Ngoài ra, vì cái diện tích nhỏ, có thể là cái diện tích đấy sẽ được, là cái chiều dài sẽ được co lại khoảng độ 75 đến 80 cm. Nhưng thông thường ở một cái bữa tiệc sang trọng và đẳng cấp, thông thường họ sẽ để cho bạn một cái khoảng cách là 90 cm, đủ để bạn có thể sử dụng tay mình di chuyển mà nó không bị quá gò bó. Đó. Tuy nhiên, khi các bạn ngồi vào tiếp, khi chúng ta ngồi vào một cái bàn tiệc thì các bạn lưu ý là khoảng cách của mình với người bên cạnh nó có đủ rộng không. Nếu như đủ rộng thì các bạn có thể di chuyển moving tay thoải mái. Nhưng nếu như mà cái bàn ăn họ được sắp xếp quá chật thì các bạn lưu ý trong quá trình chúng ta sử dụng kỹ thuật tay chân, đặc biệt là bàn tay, thì anh chị lưu ý là mình tránh va đập vào những người bên cạnh. Đầu tiên chúng ta chỉnh dáng lưng, chúng ta thẳng cơ thể ngồi làm sao thoải mái nhất. Thứ hai, đối với phần sử dụng tay thì anh chị lưu ý chúng ta tay của chúng ta đừng để thẳng. Anh chị sẽ hơi co ngón tay vào trong bàn tay một chút và chúng ta để thoải mái nhất. Và bình thường khi mà anh chị chưa dùng bữa, chưa cắt đồ ăn ấy, thì anh chị lưu ý chúng ta sẽ để cái phần cổ tay của mình vuông góc với cả mặt bàn, để những lúc chúng ta nghỉ ngơi, thư giãn, hoặc là những lúc chúng ta chưa cắt thức ăn, đúng không ạ? Và anh chị lưu ý là đối với cả cánh tay, chúng ta có thể sử dụng được một phần nữa, một cái kỹ thuật nữa, đó là nếu như anh chị trong quá trình giao tiếp, anh chị có thể di chuyển, nói chuyện, sử dụng body language, sử dụng ngón tay, sử dụng cánh tay để chúng ta giao tiếp với những cái đối tác bên cạnh, bên xung quanh mình. Ngoài ra anh chị còn một cái kỹ thuật này nữa chúng ta vẫn có thể áp dụng, nhưng anh chị lưu ý là chúng ta không áp dụng nhiều. Đó là có những trường hợp chúng ta để cả cái khuỷu tay, chúng ta chống khuỷu tay như thế này. Đó, thì những cái trường hợp nó xảy ra như sau. Những lúc nào mà anh chị nói chuyện với đối tác, những người ở đối diện với mình suy nghĩ, mình căng thẳng, hoặc là mình đang suy tư, thì lúc đó anh chị có thể là chống bằng khuỷu. Anh chị có thể co như này, anh chị có thể khóa tay như này được. Nhưng mà cái trường hợp này nó chỉ xảy ra rất là ngắn. Suy tư, chúng ta chỉ suy tư một thoáng nào đó thôi, sau đó chúng ta lại phải thư giãn, lại phải tự do, lại phải thoải mái, và chúng ta lại tiếp tục kê cổ tay lên lên mặt bàn, vuông góc với mặt bàn. Và cứ như vậy, đối với cả cái cánh tay của chúng ta thì là anh chị có các thế. Một là thế để cổ tay như thế này. Hai là mình sử dụng ngón tay linh hoạt, mình co lại, mình nói chuyện bình thường. Ba là những lúc anh chị có thể sử dụng một khuỷu chống như này, chỉ những lúc anh chị rất đăm chiêu, đang suy nghĩ thì anh chị mới chống này, còn đâu anh chị tránh trường hợp chống này. Đó.
Một cái việc nữa Hải chỉnh cho Hải chia sẻ anh chị, đó là về cái kỹ thuật chúng ta lúc chúng ta dùng dao dĩa để chúng ta ăn, thì trong quá trình anh chị ăn, cố gắng đối với cái dáng người của chúng ta vẫn là giữ thẳng. Nếu như có cúi, chúng ta sẽ cúi 15 độ. Đó, anh chị hơi cúi người 15 độ xuống. Anh chị đừng cúi gập như này nhá. Đừng cúi vòng này, ăn nó rất là, cái lưng của mình nó vòng, nó rất là xấu. Anh chị sẽ vẫn là dáng vẫn thẳng, anh chị hơi nghiêng mặt xuống. Có nghĩa là hơi cúi mặt xuống. Cúi mặt xuống khoảng 15 độ, như vậy là chúng ta có thể ăn được rồi. Và các bạn lưu ý là gì? Trong quá trình các bạn sử dụng bàn tiệc, có những cái điều các bạn tránh sử dụng tay để làm. Ví dụ như là các bạn không được khoanh tay như thế này. Các bạn đừng khoanh tay và vùng mặt như thế này, chờ đợi. Các bạn lưu ý cái việc này, đó là việc này thì việc không nên làm. Vậy là cái bài này Hải gần như đã chia sẻ cho anh chị xong. Bây giờ Hải sẽ list lại, Hải tổng hợp lại để anh chị thống nhất những cái kỹ năng cơ bản trong cái phần này. Việc đầu tiên, khi tiếp nhận ghế ngồi của mình, anh chị nghiêng người, anh chị ngồi. Khi anh chị ngồi được vào bàn rồi thì chúng ta sẽ điều chỉnh làm sao cho cái mép ghế nó chạm vào mép khuỷu chân, bắp chân để cho thoải mái nhất. Anh chị để cho cái dáng lưng của mình nó thẳng, và cái khoảng cách giữa cơ thể mình với cái mép bàn là 10 đến 12 cm. Đối với cả phần tay, anh chị sẽ sử dụng cái cổ tay, bàn tay và cái gióng tay. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thường xuyên sử dụng phần cổ tay, có nghĩa rằng là một nửa cái phần cổ tay này chếch xuống khoảng 15 cm, anh chị sẽ kê vuông góc với bàn như thế này. Và cái ngón tay của mình thì mình không để thẳng và mình sẽ hơi co lại để cho nó khép lại cho nó đẹp. Đối với cả bàn tay, trong quá trình nói chuyện thì cái cánh tay của mình, anh chị có thể là moving, anh chị có thể là body language, anh chị chia sẻ, anh chị nói chuyện, anh chị mô tả, sử dụng bàn tay rất là linh hoạt, không sao cả. Và một cái việc anh chị cần lưu ý nữa, đó là khi chúng ta sử dụng khuỷu tay, hai khuỷu tay này, anh chị có thể là chống như thế này, nhưng mà anh chị phải lưu ý, chúng ta chỉ chống trong những lúc chúng ta suy tư, là trong những lúc chúng ta suy nghĩ thôi, còn bình thường anh chị tránh như thế này không cần thiết. Chúng ta chỉ ngồi như này, ví dụ như là mình phân vân là dạo này cái việc đấy nó như thế nào, hoặc là tôi đang suy nghĩ về cái vấn đề đấy. Đấy là lúc anh chị thả lỏng, anh chị chống cho đỡ mỏi, và cũng là lúc mà anh chị suy tư. Anh chị suy tư nhiều, anh chị sẽ chống này nhiều. Cho nên thông thường khi mà chị mỏi rồi thì chúng ta cũng có thể chống, nhưng mà chúng ta tìm cái câu chuyện để nói, để chúng ta có thể có cơ hội chống tay để đỡ bị mỏi cho những trường hợp anh chị chưa quen. Đấy. Và có những bàn tiệc kéo dài trong vòng 3 đến 5 tiếng thì anh chị biết là cái thời lượng nó khủng khiếp như thế nào. Cho nên chị hết sức lưu ý là chúng ta cần phải giữ sức khỏe trước khi tham gia bàn tiệc, đúng không ạ? Và cánh tay, các phần cổ tay, phần ngón tay Hải vừa chia sẻ cho anh chị rồi. Và có một phần lưu ý nữa, đó là anh chị khi mà ngồi ăn thì anh chị không được gù lưng, và đặc biệt là chúng ta chỉ cúi mặt xuống như thế này là được 15 độ. 15 độ nó sẽ nhìn đúng vào cái món ăn của mình, đi ăn thức ăn của mình, cho nên mình không cần thiết mình phải cúi hết người xuống để ăn. Đó là hoàn toàn là tất cả những cái kỹ năng, cái kỹ thuật để anh chị ngồi bàn tiệc làm sao cho nó thoải mái nhất, cho nó chủ động nhất. Và anh chị lưu ý là anh chị cứ về nhà, anh chị sẽ ngồi một cái bàn như Hải đang ngồi, anh chị cũng tập để tay, anh chị tập chống tay, mình tập nói chuyện, nói với gương cũng được, nói với bạn ở của mình thì càng tốt. Anh chị cứ như thế, chúng ta cứ làm những cái thao tác như thế. Và về người anh chị có thể là hơi dịch chuyển, hơi nhích mông, sau đó chúng ta lại trở về cái trạng thái, đó là trạng thái thẳng lưng và tiêu chuẩn. Đó. Thế thì đó là những thứ mà Hải chia sẻ anh chị, và hy vọng rằng anh chị sẽ thực hành nhiều, sẽ làm nhiều. Mới đầu làm chúng ta còn lóng ngóng, nhưng sau anh chị làm 1, 2, 3, 4 lần thì tự nhiên anh chị sẽ cảm thấy mềm mại. Mọi thứ anh chị sẽ kiểm soát được, và anh chị kiểm soát được toàn bộ cái khuôn hình của mình để cho nó làm sao cho đẹp nhất. Mình hy vọng là sau cái bài này anh chị sẽ biết cách ngồi, anh chị sẽ có được cái dáng ngồi chuẩn. Và bên cạnh đấy thì sau khi Hải mong là anh chị sẽ thực hành, thực tập, và anh chị quay lại cái dáng, quay lại camera, quay ghi lại những cái clip đấy, và anh chị gửi lại cho chúng tôi sẽ feedback lại, điều chỉnh cho anh chị làm sao nó trở nên hoàn hảo nhất. Chúc anh chị thành công.